Ba quân ơi nghe chăng tiếng trống, tiếng trống xâm lăng, tiếng trống loan cuồng, tiếng trống thê lương, thần long xâm mặt, quỷ danh xâm tan, đời ta nạt tan. Nhưng không hoàng diễu này sẽ dẹp tan hồi trống loạn của pháp quân, để có thổ thần long thành. Tất cả hãy nghe ta mà giữ vững ngọn cờ vàng, là một kiên tổng đốc nhà Nam anh dũng, ta thề một lòng sống chết với ba quân. Đây là thành quân thân yêu, từng bao bọc quý danh hoàng thì có lẽ đâu giờ này ta lại để xóa tên mình trên trang việt sử. Lại thờ thẫn nhìn ta với tia mắt buồn như chán nản, hay là ba quân ngầm bảo rằng ta đang run sợ muốn quy hàng? Vậy giết ta vừa sai tôn thất ba xuống mặt thành, không đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh. Vậy ba quân hãy gom sẵn quán hờn trên đầu cung ngọn dao, chơi tất cả niềm tin. Nếu mà thành quốc đổ tan, hãy bơi gạch dùng mà tìm xác ta. Lại đổ liên hồi ngạo nghệ, thế là địch quân đã xếp chặt dòng dây. Ba quân ơi, trời đất đang lần lần thâu hẹp lại, để nhông căn tù vào bốn vách tường cao. Vàng máu lửa sẽ đến đây để giao chiến thảm hòa, vậy ta phải làm sao? Đem máu lửa dẹp tan máu lửa, rồi sẽ tên mình trên mặt đất quê hương. Tim người đừng mấy nguồn thương, trần gian có mấy con đường nhục chinh, hãy tìm cái chất hùng manh, dầu tan xương nát thịt quy danh để đời. Trời ơi, súng nổ đạn bay lửa tràn như bão loạn, ta đang mang tai ương thảm trạng đến đây rồi.
từng thấy gục ngã, tiếng reo hò thay thế tiếng rên la. Ủi ta muốn thét muốn la cho tường thành đổ nát, để vùi chôn thi thể ma quân, cho thịt xương kia khỏi bị gót xâm lăng nó trà đạp dày mơ. Ba quân, ba quân của ta, sức giật mạnh như mưa cuồng thác lũ, ta không thể nào giữ nổi thành chi. Vậy ta hạ lệnh giải binh cho tất cả bông đào, hãy quăng hết giáo gươm, hãy theo lối riêng mà tìm sanh lộ. Đi mau đi, đừng chần chờ, đừng do dự, đừng đổ lệ khóc thương ta. Hãy tìm tâu lại đức vua rằng ta hoàng diệu sống về nữa đâu. Thần Long đã mất từ lâu, thấy thi này cũng vùi sâu đáy mồ. Không thể cầm ngăn nước mắt khi nhìn theo đám quân sĩ thân yêu đang âm thầm lặng đông với những đôi mắt buồn đẫm lệ chia ly. Ta biết họ thương ta như thương một người anh ruột thịt, nên không đành rời bỏ lúc quy nan. Nhưng ba quân ơi, giờ đây không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi để bảo toàn lực lượng. Cơm tàn quân chờ đợi một thời cơ để kiếm lại thân Long Thành. Còn chiến tổng đốc nhà Nam thành tan thì khác cũng tan theo thành. Khi nghe nhịp trống trường đình, mơ hồi trống loạn mà tìm tên ai.